xin chào tất cả các em chào mừng các em đã quay trở lại với nội dung của môn học hôm nay cô sẽ dẫn các em tìm hiểu nội dung của phần tiếp theo tìm hiểu về sơ đồ cuộc chiến tranh pháp phổ mà các em chúng ta cùng nhau theo dõi ở trên màn hình các bạn đang có cái sơ đồ của chiến tranh pháp phổ hay còn gọi là công xã paris ở đây chúng ta sẽ có phần gam màu gam màu thứ nhất đó là gam màu xanh lực lượng công xã paris đúng không Thứ hai là gam màu xanh da trời là lực lượng quân phổ. Thứ ba là màu hồng, lực lượng quân phép sai. Đúng nào chúng ta sẽ có các pháo đài. Rồi nơi lập nơi thành lập công xã, nơi diễn ra những trận đánh cuối cùng của các chiến sĩ công xã và cuối cùng là mũi tên mũi tấn công của quân phép sai. Đây này, 18 tháng 3 là 1871. và từ sai đúng nào? À, chúng ta sẽ đây là mũi tấn công vết sai vào các bạn nhìn đấy ga phía tây ga phía bắc và hoàng cung đúng nào tiếp đến à, tấn công vào thế là mông mát đúng nào rồi chúng ta sẽ có lực lượng công xã paris đã bao vây đúng nào, đã bao vây toàn bộ bên ngoài nhé, bao vây toàn bộ phía bên ngoài, cả phía bắc, phía tây và cả phía đông. Tiếp đến là hướng rút chạy đúng nào, rút chạy từ Mông mát đi về bên dưới. Đây các pháo đài pháo đài dựng lên là rất nhiều nơi đúng không cả bốn phía luôn và tập trung nhiều nhất ở phía đông phía đông đúng rồi rồi đến phía tây tập trung rất nhiều nơi như vậy Và thị chính là nơi diễn ra trận đánh cuối cùng của các chiến sĩ công xã Và thị chính vậy thì kết quả cuộc khởi nghĩa này đem lại kết quả gì nào à, đọc cho cô này các bạn đi cho cô này ngày 26 tháng 3 1871 nhân dân bầu bầu hội đồng công xã theo phổ thông đầu phiếu với 86 đại biểu cho nhân dân lao động rồi chúng ta sẽ ghi lại cho cô này và vợ của mình nhé Ngày 26 tháng 3 năm 1871 ngày 26 tháng 3 năm 1871. Nhân dân bầu hội đồng công xã. Xá... <laughs> nhân dân bầu hội đồng công xã theo phổ thông đầu phiếu với 86 đại biểu cho cho nhân dân lao động. Nhân dân bầu hội đồng công xã theo phổ thông đầu phiếu với 86 đại biểu cho nhân dân lao động. nhé yeah. Tiếp đến này, các bạn hãy dùng ra sẽ một đoạn văn như sau. Ngày 28 tháng 3 năm 1871. Ngày 28 tháng 3 năm 1871, tại quảng trường tòa thị chính giữa một biển người Ba La, công xã Long Trọng tuyên bố. Công xã Long Trọng tuyên bố, ra mặt quốc dân trong tiếng hô vang dậy. Công xã Môn Năm Tiếng Đại Bác chào mừng dung chuyển đất trời, đoàn quân nhà cử bài quốc ca, bài Marseille hôm sáng, tiếng hát va như sấm dậy. Từ 1790 đến nay, chưa bao giờ Paris lại phấn khởi và xúc động đến thế. Tìm mọi tim mọi người ngừng đập, nước mắt trào trào lên mi. Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới đã nhận độ giai cấp tư sản, đưa dân lao động nên làm chủ Paris. Nhá. Rồi. Chúng ta xin ghi lại cho cô ý này vào trong vỏ của mình nào Ngày 28 tháng 3 Năm 1871 Ngày 28 tháng 3 Năm 1871 Tại quảng trường tòa thị chính Tại quảng trường tòa thị chính Giữa một biển người bao la Giữa một biển người bao la Công xã Long Trọng tuyên bố công xã long trọng tuyên bố ra mặt quốc dân trong tiếng hô vang dậy ra mặt quốc dân trong tiếng hô vang dậy tiếng hô vang dậy tiếng đại bác chào mừng rung chuyển đất trời tiếng đại bác chào mừng rung chuyển đất trời rung chuyển đất trời đoàn quân nhà cử bài quốc ca Đoàn quân nhà cử bài quốc ca, bài Marseille hồng tráng. Bài Marseille hồng tráng, tiếng hát va như sấm dậy. Tiếng hát va như sấm dậy, từ năm 187, 1790 đến nay. Từ năm 1790 đến nay, Chabarabari lại phấn khởi và xúc động đến thế chưa bao giờ Barry lại vấn gọi và xúc động đến thế. Tim mọi người ngừng đập, nước mắt trào lên mi. Tim mọi người ngừng đập, nước mắt trào lên mi. Nước mắt trào lên mi. Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới. Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới đã lật đổ giai cấp tư sản Đưa nhân dân lao động làm chủ Paris Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới đã nật độ giai cấp tư sản đưa nhân dân lao động làm chủ Paris. Rồi,